Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải Nội dung trong video này mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất Về cái vấn đề lên sàn của dự án TabSwap nha các bạn Thì trên trang Twitter của dự án đã có những cái thông tin mới nha Rồi và mình sẽ cập nhật thông tin đến các bạn nha Đó là cập nhật quan trọng nè à, Chúng tôi đồng thời có một số tin xấu và một số tin tốt dành cho bạn nè Đó là nhóm của chúng tôi đã quyết định dời sự kiện à, Đó là à, trao đổi à, token nè Bạn có thể tự hỏi điều đó có gì tốt À, không chính xác vấn đề ở đây là bạn thực hiện lợi ích từ cái việc này hãy để chúng tôi đó là giải thích làm thế nào nè đó là gần đây có rất nhiều tin đồn xung quanh cái vấn đề tá à, đặc biệt là cái vấn đề mà niêm yết trên các sàn giao dịch cấp 1 nè à, mức giảm lớn nè và không có gì đáng ngạc nhiên dự án đã trở thành một trong những dự án lớn trên toàn cầu đứng trong top nè à, sự chú ý này thu hút không chỉ những kẻ lừa đảo mà còn những nhà lãnh đạo trong ngành web 3 À, vì vậy không phải tin đồn nào cũng chỉ là tin đồn nhóm của Top Swap thật sự đang đàm phán với các sàn giao dịch cấp 1 Và họ rất vui mừng với bạn cộng đồng của chúng tôi đây chẳng phải là điều chúng ta đã cùng nhau làm việc không mệt mỏi hay sao Tuy nhiên thành công này cũng đi kèm với một số bất tiện mất độ chú ý này đòi hỏi phải làm việc chi tiết hơn nhiều hơn về kinh tế học mã hóa và chiến lược ra mắt phù hợp và điều đó có nghĩa là chúng ta còn có có thêm thời gian là các bạn nào nhưng hãy biết rằng à, tất cả những điều này là đảm bảo cái sự ra mắt của chúng tôi trong quý 3 nha các bạn là công bằng và quan trọng à, hơn là mang lại lợi nhuận cho tất cả các bạn Luôn sẽ cánh cùng chúng tôi cho dù có chuyện gì xảy ra đây Nó nói là trong quý 3 nha các bạn Thì quý 3 là tháng 7, tháng 8, tháng 9 Thì trong 3 tháng này nó có thể ra mắt hoặc là lên sàn bất cứ lúc nào nha Thì hiện tại nó chưa có một cái thời gian cụ thể nha Nó vẫn đang đàm phán với cái sàn giao dịch nha các bạn Khi nào mà nó đàm phán xong thì nó sẽ cho tiến hành lên sàn trong quý 3 nha các bạn vì vậy như bạn thấy có rất nhiều lý do để mà vui mừng về sự thay đổi này và chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số tin tức thậm chí còn quan trọng hơn về tương lai của chúng tôi, quan hệ đối tác cấp 1 và chính sự sụt giảm này. Chúng tôi thật sự đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn và chúng tôi thật sự lắng nghe phản hồi của bạn. Vì vậy đừng quên chia sẻ phản hồi để trong phần bình luận cùng nhau chúng ta sẽ tiếp tục đạt cấp độ ngày càng cao hơn đây các bạn hiểu đơn giản là hiện tại nó vẫn đang đàm phán với cái sàn giao dịch và nó chuẩn bị thông báo cho chúng ta nếu mà nó đã đạt được cái đó là đàm phán với cái sàn giao dịch và nó sẽ lên sàn trong quý 3 quý 3 là tháng 7 tháng 8 tháng 9 nha các bạn thì trong 3 tháng này khi nào mà nó đàm phán xong nó sẽ thông báo thời gian cụ thể nha rồi và hiện tại các bạn nên khai thác dự án tab swap nha. Tại sao mình nói các bạn nên khai thác? Bởi vì hiện tại tab swap đã có đó là trên 62 triệu người thành viên rồi các bạn nè. Nó chỉ đứng sau dự án Hamster Combat thôi nha các bạn. À, có thể là dự án này có thể nó còn lên sàn trước cả dự án Hunter Combat đó các bạn nói chung hai dự án này dự án Hunter Combat và dự án Tab Swap là hai dự án có cộng đồng lớn nhất ở thời điểm hiện tại nha cho nên các bạn không nên bỏ qua nha và cái đường link đăng ký mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau